Đó là tiên trách kỷ hậu trách nhân, nghĩa là cái việc gì mà ta đã được ngày hôm nay, cái thất bại của ngày hôm nay của ta là ta phải coi lại xem, chúng ta phải coi lại bản thân của mình trước rồi mới tới vấn đề của người khác. Ở đây các bạn thấy đó, trong suốt thời gian vừa qua, tôi nói là nhiều năm nay, khoảng chừng gần 10 năm nay, khi mà tôi bắt đầu tham gia vào mạng xã hội, bắt đầu đấu tranh với các cái luận điệu xuyên tạc thế này thế khác, các bạn biết là lúc trước tôi có tham gia trên cái gọi là Yahoo hỏi hỏi và đáp ở cái chuyên mục là tôn giáo và tâm linh. Các bạn biết là ở trên đó người ta xúc phạm đến tôn giáo, mà nhất là xúc phạm tới giáo hội Công giáo Roma, phải nói là ở một cái tầm mức không thể chấp nhận được, mà người ta đã xúc phạm đến cái mức độ lôi cả Chúa xuống để xúc phạm, chứ không phải là xúc phạm cái tổ chức giáo hội nữa, mà là người ta lôi Chúa xuống xúc phạm, đem Đức Mẹ ra để xúc phạm, đem các thánh ra để xúc phạm. Và người ta đặt vấn đề là tại sao phải xúc phạm như thế. Ở đây có mấy vấn đề. Thứ nhất, đó là vấn đề giải ngoặc tôn giáo, nghĩa là một số người cho rằng cái việc xúc phạm này nó xuất phát từ việc là bắt bẻ về niềm tin tôn giáo, nghĩa là ở đây góc độ là chống tôn giáo, nghĩa là họ đem ra các luận điểm luận cứ rằng là sự phi logic bên trong giáo hội Công giáo, niềm tin của người Công giáo. Giống như là tại sao người ta nói rằng là con người chúng ta phát triển như thế nào, tiến hóa từ loài vượn ra sao chúng ta đã chứng minh được, hay là việc vũ trụ được hình thành thế nào và trái đất này được hình thành thế nào ta đã chứng minh được. Nhưng mà trong giáo hội Công giáo người ta vẫn đọc kinh Tin Kính là tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất, và Thiên Chúa tạo dựng trời đất, vũ trụ, con người, mọi thứ trong 6 ngày, và ngày cuối cùng ngày người nghỉ ngơi. Đấy, có bạn vừa mới nhắc thấy thiên tai bão lụt hoành hành, có người lại bảo rằng đó là ý Chúa. Vậy thì bây giờ thiên tai lũ lụt hoành hành đó Chúa muốn gì? Người ta có người bảo rằng nếu bạn đi tìm ý Chúa, có nghĩa là bạn đang tìm sự khôn ngoan, tìm sự hiểu biết, có nghĩa là bạn đang ăn trái cấm, đó là bạn lại phạm tội một lần nữa về cái tội tổ tông hai ông bà Adam Eva tạo ra. Bây giờ các bạn thấy thiên tai bão lụt chiến tranh dịch họa, người ta hỏi Chúa ở đâu trong những vấn đề đó. Người ta có người bảo rằng chúng niềm tin người Công giáo là tin vào Chúa quan phòng, nghĩa là tất cả mọi cái đều do ý Chúa, chỉ có nghĩa là từ thiên tai chiến tranh dịch họa đều là do ý Chúa, đúng không? Vì tất cả những điều đó nên người ta mới đặt vấn đề niềm tin của người Công giáo nằm ở đâu, có logic hay không, và người ta chống đối Công giáo ở góc độ niềm tin tôn giáo, có nghĩa là góc độ học thuật, góc độ học thuật, góc độ triết lý, và góc độ ở đây là đem họ mong muốn tìm ra cho được cái chân lý cốt lõi của cái thế giới đại đồng. Họ muốn một cái tôn giáo, muốn tạo ra một cái triết lý sống mà ở đó nó tập hợp tất cả những tinh hoa của tất cả các tôn giáo ở đó. Cho nên những cái con người đó họ chống lại giáo hội Công giáo là có mục đích. Đó là họ chống Công giáo, là chống về niềm tin của người Công giáo. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai mà người ta chống Công giáo đó là các cái hành vi của tổ chức tôn giáo. Chúng ta thấy là trong suốt quá trình từ thành lập tôn giáo và là thời đại thịnh trị nhất của giáo hội Công giáo Roma trên toàn thế giới, chúng ta thấy sự đau thương tràn ngập ở các nơi mà tôn giáo, giáo hội Công giáo xuất hiện. Người ta buộc phải theo đạo, việc tiêu diệt phù thủy, tiêu diệt các tôn giáo nằm ngoài giáo hội Công giáo, sự kháng cách từ tôn giáo xuất hiện, rồi sự tiêu diệt lẫn nhau giữa các tôn giáo, chiến tranh tôn giáo từ xuất phát từ giáo hội Công giáo Roma. Và các cái hành vi sai trái của các linh mục, của giám mục, của các giáo hoàng ở đây nó ảnh hưởng tới chính trị, ảnh hưởng tới xã hội, buộc người ta phải lên tiếng chống đối. Do vậy cho nên ở cái câu là tiên trách kỷ hậu trách nhân, câu đó chúng ta phải xem lại xem nó đúng hay sai. Một điều mà tất cả chúng ta đều có thể nghĩ được đó là gì? Đó là chúng ta thấy trong suốt thời gian qua, ví dụ như ở Việt Nam chúng ta, thì chúng ta thấy nổi lên linh mục Nguyễn Duy Tân. Có nhiều người bảo nhắc tên Nguyễn Duy Tân thì hắn sao nổi tiếng, đúng, tôi sẽ cho ông Nguyễn Duy Tân nổi tiếng hơn nữa.
khi ông ta xúc phạm đến tôn giáo của tôi như thế nào. Đầu tiên ông Nguyễn Duy Tân đi xúc phạm lãnh tụ tinh thần của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là cái tổ chức đang lãnh đạo đất nước này, một đảng chính trị đang lãnh đạo đất nước này. Nguyễn Duy Tân xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì ở đây chúng ta thấy ông ta xúc phạm ở góc độ là xúc phạm từ tư tưởng của Hồ Chí Minh, có nghĩa là hiện tại người ta nói là tư tưởng Hồ Chí Minh như là một cuốn giáo lý. Bây giờ ông ta xúc phạm như thế, có phải là ông ta xúc phạm tôn giáo, dùng thân phận linh mục đi xúc phạm một niềm tin của một nhóm người, một tập thể người? Thế thì ông ta đã tự bôi bẩn chính tôn giáo của mình. Ông ta đã đem cái tôn giáo mình ra để mặc cả giá trị với một niềm tin khác. Thế thì chính Nguyễn Duy Tân đã đem tôn giáo của mình ra đấu tố với các tôn giáo khác. Vậy người đang xúc phạm giáo hội Công giáo về vấn đề đầu tiên đó chính là Nguyễn Duy Tân. Dĩ nhiên nó nằm ở các linh mục khác chống cộng hiện tại vẫn vậy. Cái thứ hai mà Nguyễn Duy Tân xúc phạm chính tôn giáo của mình, đó là Nguyễn Duy Tân dùng con dấu, dấu chỉ chứng nhận thân phận của tôn giáo, chứng nhận cái trách nhiệm của tôn giáo, làm trò đùa, trêu cợt tôn giáo. Ông ta đã dùng con dấu của giáo hội Công giáo Roma đóng dấu ở những cái tờ đơn xin tiền một cách miệt thị, xem thường chính con dấu, cái dấu chỉ pháp nhân của chính giáo hội Công giáo Roma tại Việt Nam. Ông ta đã dùng con dấu đó để công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới. Một sự miệt thị khinh khi bằng con dấu pháp nhân của giáo hội Công giáo. Thế thì chúng ta thấy được Nguyễn Duy Tân có phải là kẻ đã xúc phạm đến giáo hội Công giáo Roma tại Việt Nam hay không? Đó là vấn đề chúng ta xem lại. Chúng ta nhìn thấy rồi đấy. Ai xúc phạm tôn giáo ở đây? Một điều khác là Nguyễn Duy Tân đã xúc phạm cả về niềm tin của tôn giáo. Nguyễn Duy Tân xây một cái tượng đài Đức Mẹ ở trong nhà thờ giáo xứ Thọ Hà. Ở đó ông ta có những cái con vật, làm những con vật ở trước cửa tượng đài. Thì ông ta thấy được, ông ta chỉ vô một cái con vật nào đó, ông ta nói là ông ta hỏi mấy đứa nhỏ con này là con gì. Mấy đứa nhỏ không biết, ông ta nói đây là con Việt Cộng. Trước hết, xin nói với các bạn rằng là niềm tin của người Công giáo tin rằng Thiên Chúa tạo thiên lập địa và tạo ra mọi vật vạn vật. Thế hôm nay Thiên Chúa đâu có tạo ra cái con vật quái đản không ra con gì đó, mà là do chính cái đơn đặt hàng của Nguyễn Duy Tân làm để bôi bẩn, bôi nhọ những người cộng sản. Có nghĩa là cái tâm tư của ông ta đã rất rõ ràng, ông ta đang thay mặt Thiên Chúa tạo ra một cái con vật khác. Giáo hội Công giáo không chấp nhận cái việc thụ tinh nhân tạo, bởi vì giáo hội Công giáo nói rằng là chỉ có Thiên Chúa mới được tạo dựng, cho nên là không được phép thụ tinh nhân tạo. Thế là bây giờ Nguyễn Duy Tân lại tự động bản thân ông ta để tạo ra một cái con vật không phải là con vật do Thiên Chúa tạo ra. Ông ta chỉ làm điều đó để thỏa mãn cái thú tính của ông ta, như thế là cái việc chống lại một cái hệ tư tưởng khác biệt với ông ta. Có thể Nguyễn Duy Tân đã bị mất đi quyền lợi nào đó mà từ cái chế độ cũ ngày xưa nó mất. Ngày xưa có thể chế độ cũ ban mọi quyền lực quyền hành cho giáo hội Công giáo Roma tại Việt Nam, nhưng sau khi chế độ cũ đi sụp đổ đi, bị chính những người cộng sản lấy mất đi tất cả những quyền lợi đó, thì ngay giờ này ông ta thù hận thù oán, và đó chỉ là cá nhân ông ta, nhưng ông ta đã lấy cái danh dự và uy tín cũng như thân phận của giáo hội Công giáo Roma để mặc cả, để đấu giá với Đảng Cộng sản Việt Nam ở tại đây. Thế thì chúng ta thấy người đem tôn giáo ra đấu tố đầu tiên chính là các linh mục. Bởi nếu ông ta chỉ lấy thân phận là một công dân của một quốc gia để làm công việc chính trị, điều đó chính xác. Nhưng ông ta đã lấy thân phận là một linh mục, một giám mục và tu sĩ của một giáo hội để mà đi đấu tranh. Thì chính họ đã mang tôn giáo của mình ra đấu tố trước tiên. Bởi vì nếu không muốn người khác đụng tới tôn giáo mình, thì đừng bao giờ đem tôn giáo của mình đem ra mặc cả. Người ta thấy rất rõ ràng,
trong suốt thời gian có tranh chấp đất đai ở Thái Hà hay ở Cùng Sẻ hay ở tất cả những nơi nào đó, thì tượng Chúa, tượng Đức Mẹ và Thánh Giá được đem ra để mặc cả với chính quyền, để chính để xem họ xem chính quyền sẽ làm gì với những cây thánh giá này, với tượng Đức Mẹ, với tượng các thánh. Đụng vô thì họ sẽ bảo rằng đó là tự do tôn giáo. Họ đem tôn giáo ra mặc cả trước. Vậy thì người ta đánh giá tôn giáo của mình. Thứ nhất, đó chính là những kẻ xúc phạm tôn giáo. Ai đem tôn giáo ra để mặc cả với xã hội thì kẻ đó đang xúc phạm tôn giáo.